Quán nhậu ở quận 7 và thành phố Thủ Đức đông nghẹt khách ngày đầu hoạt động trở lại. Ngày đầu được mở cửa trở lại, nhiều quán nhậu ở quận 7 và thành phố Thủ Đức đông nghẹt khách. Thậm chí là có quán nhậu quá đông, khách ngồi la liệt từ trong ra ngoài nên bị chính quyền địa phương nhắc nhở và giải tán bớt. Tối 28 tháng 10, nhiều quán nhậu ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động trở lại sau nhiều tháng tạm dừng để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch. Thành phố Thủ Đức và quận 7 là hai địa phương được Ủy ban Nhân dân thành phố thí điểm cho phép hàng quán phục vụ thức uống có cồn cho khách ngồi ăn uống tại chỗ từ nay đến ngày 15 tháng 11. Hầu hết hàng quán có nhu cầu sử dụng thức uống có cồn để phục vụ khách ngồi tại chỗ là các quán nhậu. Ngay từ 6 giờ tối, khi đường phố lên đèn, thì các quán nhậu ở thành phố Thủ Đức cũng sáng đèn. Bếp nướng cũng sẵn sàng và bàn ghế được sắp xếp tươm tất và đặc biệt là không thể thiếu thức uống có cồn, đó là bia và rượu, để đón những thực khách đầu tiên đến nhậu. Do trong ngày đầu được phép mở đón khách trở lại, quán nhậu mở cửa vẫn chưa nhiều vì có quán chưa chuẩn bị kịp đồ ăn thức uống. Có quán thì chưa mặn mà và để theo dõi tình hình lượng khách như thế nào. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ cho phép các quán ăn uống mở bán đến 21 giờ hàng ngày và không quá 50% công suất. Chính vì vậy, dọc đường Phạm Văn Đồng được mệnh danh là phố nhậu, chỉ có vài quán mở cửa đón khách. Tuy nhiên, những quán nhậu có diện tích lớn vẫn khá là vắng, các quán bình dân thì đông khách hơn. Lực lượng chức năng vẫn đi kiểm tra các quán nhậu khi đón khách trở lại để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Và ghi nhận tại một quán nhậu trên đường Song Hành, Phạm Văn Đồng, gần đường ray xe lửa phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, do nhận quá nhiều khách ngồi la liệt từ trong ra ngoài, không đảm bảo khoảng cách phòng dịch nên bị chính quyền địa phương đến nhắc nhở và yêu cầu giảm bớt khách. Sau đó, nhiều khách đã bỏ về với sự tiếc nuối vì lâu lắm rồi mới được ngồi nhậu. Trong khi quán nhậu ở thành phố Thủ Đức chưa có nhiều quán đông khách, thì ở quận 7 có nhiều quán nhậu nhận rất đông. Có quán hầu như kín chỗ, khách ngồi la liệt uống bia. Ngoài ra, ghi nhận thêm trên phố nhậu Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp, vẫn có một số quán nhậu mở cửa đón khách, ngồi uống bia mặc dù là không được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép. Hầu hết những quán nhậu ở quận Bình Thạnh đón khách ngồi nhậu trái phép đều đông đúc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.